chào tất cả các bác nhá. Các chị ơi, hôm nay hàng về đấy, rất nhiều mặt hàng đẹp mà trước đây em nó ngồi trên xe sang đấy, bây giờ thì nó trên những cái xe ba gác như thế này, trông cũng rất hấp dẫn cả nhà. Rất hấp dẫn nhá. Mặt hàng hôm nay thì có khá nhiều đấy, các anh chị xem này, có khá nhiều. Em có quay chi tiết từng mặt bông một rồi đấy. Đây đấy, đồng chí chiều nào cũng đi chở hàng cho em này. Đây có hồng Đại Xuyên này, hồng đây là một mặt hồng mới các anh chị nhá, mặt hồng mới đây, cái lưới này nó phẳng nó đẹp này. Rồi em bỏ cái bên kia cho anh cái coi xem nào. Có rất nhiều những mặt hàng đẹp. Đây có hồng hồng bí nhân đây cả nhà, có hồng bí nhân. Hôm nay thì hồng bí nhân nhiều lắm. Đúng bằng giờ năm ngoái thì hồng bí nhân, hồng yên thủy ngồi nó được chở trên những chiếc xe sang các bác ạ. Bây giờ trên những cái xe ba gác, nhưng mà nó thấy nó vẫn đẹp cả nhà. Đấy, rất đẹp. Đây, chưa mới quay cái mặt bông này đẹp lắm nè. Cánh sen này rất đẹp nhá. Đấy. Rồi ok. Rồi em chuyển cái hàng kia trước. Em cứ xách vào phía trong nhá, xách vào trong luôn. Rất nhiều mặt hàng. Đây này anh chị này. Hôm nay có năm cây trắng Long Điền này. Đấy, trước tiên năm cây trắng Long Điền, hồng mỹ nhân này. Rồi đặc biệt là cái một cái bông hồng mới nhá các bác nhá, một bông hồng mới. Bông hồng mới đây cả nhà, nhìn cái độ hồng nó đẹp không? Bông hồng mới. Đấy, đây này. Đây cả nhà này. Đó, rất đẹp nhá. Thì hồng mới này thì em có nhiều kỳ. Tất cả những cái kỳ 52 đấy cả nhà. Kỳ 52 bán cho anh em. Đấy, còn Di Linh Xuân thì cũng khá nhiều nhá anh chị nhá. Di Linh Xuân khá nhiều. Đó. Xách luôn vào trong kia giùm anh cả. Đấy, đây Di Linh Xuân đây cả nhà này. Đấy. Rất nhiều. Tiếp mặt hàng này cả nhà. Có rất nhiều anh em dặn em là cái hồng mỹ nhân. Nhớ tối hôm qua bán hàng rất nhiều anh em hỏi hồng mỹ nhân nhá. Đấy. Và hôm nay là sẽ nhập một lô hồng mỹ nhân này bán cho anh em. Có rất nhiều cây rất đẹp nha. Tất cả những cái cây này là cây 52 này cả nhà này. Cây 52. Đấy, kỳ 52. Nếu mà kỳ 51. Hôm nay thì em có hồng mỹ nhân này, hồng yên thủy các bác nhá. Đấy, mặt bông đây hồng mỹ nhân đây. Đấy, tất cả là ương kỳ tự nhiên cả nhà. Ương kỳ tự nhiên thì cũng có được một ít thôi. Em giới thiệu anh em. Đấy. Nhưng mà số lượng cũng nhiều. Có cả những cái cây cây to cũng có đấy cả nhà nhá. Đó, nhưng mà trước mắt là em sẽ bán những cái size nhỏ nhỏ như thế này để anh em về anh em trồng chăm sóc. Đấy, hồng mỹ nhân. Đây là một mặt bông hồng cũng rất đẹp cả nhà, nhìn cái lưỡi cái bông rất đẹp nhá. Đấy. Cái này em có khoảng tầm chục chậu thôi các anh chị ạ, chục chậu thôi. Đấy, mời anh em vào sưu tầm hồng mỹ nhân. Rất đẹp. Đây em đặt đây. Đó. Cả nhà nhé. Đây này, anh em xem đây là một mặt bông này. Đây là một mặt bông phi điệp Hòa Bình. Các anh chị nhìn mặt bông đẹp không? Cực kỳ đẹp nhá. Đó. Đây, các anh chị xem này. Chủ yếu là mục đích hôm nay là sưu tầm những cái bông đẹp cho anh em. Nhưng mà tình cờ là có một cái lô Hòa Bình mặt bông đẹp này anh chị này. Đấy, cánh cong vút vừa mới nở các anh chị nhá. Đây là em đang quay khoảng 11 giờ trưa đấy các anh chị ạ. À, gặp một cái bông rất đẹp, có mấy chậu đang có nụ, đang tới cái mùa hoa của nó các anh chị ạ. Đây anh em mình xem nó vừa mới hé ra này. Đấy, đây là một mặt bông cực kỳ đẹp nhé các bác nhé, rất đẹp. Đây này cả nhà nhìn này, cái nụ nó là nụ bầu. Đấy, nụ bầu cho nên là khi ra hoa, hoa nó sẽ rất đẹp. Đây anh em mình kinh nghiệm mà các bác mua sổ số, mua những cái cây đang có nụ ấy, thì anh em nên mua những cây nụ bầu, nó sẽ ra được những cái mặt bông đẹp nha các bác nhá. Đây này, nó vừa mới bung xong, các anh chị nhìn này, quá đẹp luôn nhá. Em có mấy chậu có thể là những cái cây mà rất đẹp để cho anh em mình sưu tầm. Đấy, đang có nụ nha các bác nhá, đang có nụ, hoa đẹp quá. Đấy, đây cả nhà nhìn này, và cái lá, thân lá nó cũng đẹp cả nhà, lá nó cũng thuộc đến cái loại mà lá to đấy các anh chị. Đấy. Đó, rất đẹp như thế này.
có được khoảng tầm chục chậu thôi các bác nhá, chục chậu như này. Đấy. Chục chậu đẹp như này này, vừa bung này. Vừa bung nó đẹp không? Đấy, cái mặt hàng thứ hai mời cả nhà ngắm, đây là một mặt bông hồng mới cả nhà. Một bông hồng này thì chưa có tên nhá các bác nhá, chưa có tên. Đấy, đây chưa có tên. Vừa mới nở xong các bác nhá. Vừa mới nở xong. Cái độ hồng nó cao các anh chị này. Đấy, hai cái mắt rất đẹp, ấn tượng. Cái mũi này cả nhà, cái mũi nó đậm, mũi nó đậm. Đấy, nó tạo cái điểm nhấn bông hoa. Đấy, đây cái loại bông hồng này thì thân thủ nó rất to nha các bác nhá. Người ta cũng đây là những cái bông mà người ta chờ thời đấy. Đấy, chờ thời thì bây giờ là cũng có khá nhiều những cái cây trậu đẹp bán cho anh em. Đặc biệt là em có ki đây cả nhà, có ki, ki chuẩn chuẩn cây bán cho anh em. Đấy, đây cả nhà nhìn này. Đây nó không phải là sọc đâu các bác nhá, nhưng mà anh em mình nhìn thì trông có vẻ là giống sọc đúng không anh chị? Đấy, nhưng mà bản thân cho nên anh em mình mua cây lá sọc ấy, các bác hết sức cẩn thận cho em. Đôi khi nó sốc về cái chế độ phân, đôi khi nó sốc về thời tiết, nó vẫn ra sọc. Nên anh em mình mua sọc thì hết sức cẩn thận nhá. Cây này nó không phải là sọc cả nhà nhá. Đấy là cả nhà nhìn này, cả một cái chậu như thế này, nhưng mà đôi khi nó bị sốc á, có thể nó bị sốc. Đấy, cho nên nó sẽ ra sọc như thế này. Này mà tách ra mà bán riêng cho anh em thì rõ ràng anh em nói là đây là cây sọc đúng không cả nhà. Đấy, thậm chí nó sọc cả thân luôn này, sọc cả thân luôn. Đấy, nếu mà về có thể một thời gian sau nó lại trở lại bình thường. Cho nên là các bác mua sọc thì anh em mình hết sức cẩn thận. Đấy, hết sức cẩn thận. Đấy, đây là một mặt bông hồng thì em có nói chuyện với anh em rất nhiều lần rồi. Đấy, rất nhiều lần. Thì hôm nay bắt đầu là sẽ bán cái dòng này các bác nhé. Cái loại hồng này thì thân lá nó to lắm. Đây này, đây là người ta trước đây người ta mua, gần như là mua đứt gốc các anh chị, về trồng, để chờ thời đấy các bác. Nhưng mà bây giờ thì với mức độ bây giờ là bán để anh em sưu tầm được rồi. Đấy, nó rất nhiều ở đây. Anh em vào sưu tầm 19:30 các bác nhá, 19:30. Thì em chỉ bán những cái loại ki nhỏ nhỏ cho anh em thôi, ki nhỏ nhỏ cho anh em để anh em về nhân giống. Đấy, bông đẹp quá. Đây, rất đẹp nha. Đây, có những cái chậu đang có nụ này cả nhà, đang có nụ rất đẹp như thế này nhá. Thêm một mặt hàng nữa em giới thiệu anh em là mấy hôm nay có bán rất nhiều, đó là diêu linh xuân các bác nhá. Diêu linh xuân đây này. Diêu linh xuân thì một cái huyện của em á thì nó có rất nhiều những cái tiểu vùng, những cái mặt bông khác nhau anh chị ạ. Em sẽ chèn tất cả những cái mặt bông diêu linh xuân nở hoa đẹp để cho anh em ngắm nhá các bác nhá. Nhưng mà ở đây thì nói thật sự là bởi vì vườn người ta trồng quá nhiều luôn các bác ạ, từ xưa nay sưu tầm quá nhiều. Đấy, cho nên bây giờ nhân giống ra được rồi, nó để cũng lộn xộn. Đây là em chọn những cái chậu đẹp nhất trong cái lô này đấy, nó là em bán cho anh em. Đấy, đây này anh em xem này, nó những cái thân diêu linh xuân thì thường thường cái đặc trưng của nó là nó cứng, người ta trồng là trồng đứng kiểu này này anh chị này, ít khi mà anh em để rũ xuống. Đấy, thân tím rất đẹp nhá, rất đẹp, có nhiều mặt bông lắm để em chèn vào. Đấy, đây này, đây cũng là một loại khác này, tiểu vùng khác này. Đấy, mỗi một bông, mỗi một cây nó là một tiểu vùng khác nhau mà nó sẽ có những cái mặt bông khác nhau cả nhà nhá. Nhưng mà nó chuẩn diêu linh xuân hàng ki, hàng ki chứ không phải hàng theo hạt. Đấy, cái này mà đến khoảng tầm hè khi mà cây bắt đầu rừng á thì thân nó nụ ra đẹp lắm. Đấy, về thân thủ diêu linh thì rất nhiều anh em các bác đã chơi rồi thì chắc là các bác cũng đã biết đặc trưng của nó. Thì nó gọi là diêu linh xuân, thực ra ở trong Lâm Đồng hoặc phía trong á trồng cái diêu linh xuân này thì nó nở hoa tầm cuối tháng 12 âm lịch mà đến Tết rồi đến xuân. Ví giả sử như anh em ở ngoài Bắc á thì có thể nó sẽ không ra được chuẩn Tết bởi vì do thời tiết nó lạnh quá các anh chị ạ. Đấy, nhưng mà có thể là nó sẽ là bông hoa nở sớm nhất trong một cái năm đấy các bác ạ. Diêu linh xuân thường thường anh em trồng và nó cũng khá phù hợp với các vùng miền. Cánh nó cũng đẹp lắm cả nhà, cánh cong vút luôn nha. Sẽ có rất nhiều mặt bông em chèn vào trong cái video này. Đấy, biết đâu anh em sẽ có những cái mặt bông đẹp để anh em chơi.
mà đa số nó là tất cả đều là những cái mặt bông đẹp. Đây này, có được một giò lù ta ly này cả nhà này. Lù ta ly, đây là chủ vườn đấy, người ta sưu tầm nhiều năm rồi, người ta đánh dấu vào các bác nhá. Lù ta ly này. Đây là cả nhà nhìn này. Đấy, đây nha. Đó, đây nha. Nó tím chứ nó không giống như là những cái phi điệp ở vùng khác các bác nhá. Có nhiều lắm. Nói chung là em có nhập khá nhiều những cái dư linh xuân như thế này. Đây này, anh chị này. Tất cả những cái cây người ta đánh mã số hết cả nhà nhá. Đánh mã số hết. Đấy, khi người ta nhập hàng, nhập mà anh em gom hàng ở dân đấy các bác. À, về đánh mã số hết. Đấy. Mã số sau đó là người ta sẽ chụp lại những cái hình bông đó. Đây này. Đó. Anh em nhìn cái thân dư linh xuân của anh em, nó có cái đặc trưng riêng của nó. Anh em nhìn một hai video của em là anh em sẽ nhận biết được. Đấy. Nó có nhiều tiểu hùng nhá các bác nhá, nhiều tiểu hùng. Đấy. Đây này. Hàng kỳ hết anh chị, hàng kỳ.